cô Loan. Tôi ghé dưới nhà, nghe người nhà nói là cô ở trên này nên tôi lên đây tìm cô. Có chuyện gì quan trọng không anh hai? Mời anh hai ngồi. À thưa anh hai, anh Sơn viết thư cho em nói sáng nay về, mà anh có về không anh hai? Có, nó chạy lo chút việc rồi nó sẽ tới gặp cô sau. Anh hai à, chuyện của em với anh Sơn anh tính làm sao? Anh cho em biết sớm đi, chứ thiệt tình em sốt ruột quá à. Gì à? Ba má cô tính sao? Dạ ba má em á thì em hỏi nhóm sơ sơ, nếu anh Sơn chịu ý ba má em á chuyển qua khoa giải phẫu thẩm mỹ á thì ba má em sẵn sàng chấp nhận. Vậy à, ba má của cô thương cô quá, nghĩ vậy cũng rất đúng đó. Anh hai cũng thấy đúng hả anh hai? Đúng, không có ông bác sĩ chuyên khoa nào làm giàu nhanh chóng cho bằng khoa thẩm mỹ phải không anh hai? Đúng, nhưng mà lý tưởng sống không phải chỉ biết có làm giàu. Chắc thằng Sơn nó nói về thân thế của nó cho cô nghe rồi chứ gì? Dạ có, anh có nói dòng họ của anh chỉ còn có hai anh em nương tựa với nhau. Anh thì phải bỏ dở học hành để tranh sống với đời, để nuôi cho anh Sơn từ hồi 10 tuổi lận đó. À tôi cũng cần nói thêm cho cô rõ là ông cha của tôi ngày xưa quen sống đạm bạc thanh bần, vốn dòng họ Quan có nhiễm chút máu vì nước vì dân nên chưa khuất lầm chung. Cha tôi có cặn có với tôi rằng chỉ còn có hai anh em, phải trọn tình thủ túc đệ huynh, làm anh thì phải hy sinh nuôi cho em ăn học lên người, nhưng phải ghi nhớ một điều, ta nghèo hơn là ô danh, chốt làm người Việt Nam thì các con phải thương nước thương nòi, nên khi chọn nghiệp lửa nghề phải là người cứu độ dân sinh. Vậy nghĩa là sao anh hai? Anh Sơn tốt nghiệp ra trường đã là y khoa bác sĩ rồi, vậy mà anh chưa đắc thành công danh hay sao? Chưa đâu, đó chỉ là bước đầu, còn lý tưởng sống, còn rèn luyện nghiên cứu nghề nghiệp, còn tâm nguyện mẹ cha. Trời ơi, anh chọn ngành y khoa phục hồi còn nghiên cứu thêm tê liệt phong cùi, biết chừng nào mới xong. Ảnh nuôi mộng ghép tay ghép chân cho bệnh nhân đã là khó khăn, không hái ra tiền, vậy mà còn ôm giấc mơ chinh phục bệnh cùi nữa. Thiệt là trời ơi, em thấy anh Sơn ảnh trời ơi, làm sao á? Không, đó chính là nó làm theo lời trăn trối của ba tôi đó cô. Vậy hả? Vậy em xin lỗi anh hai nha. À thôi, thằng Sơn nó tới rồi kìa. Chị hai ơi, chị hai, em gặp anh Sơn chưa kịp nói gì là chở em đi lựa món hoa cho chị nè, nửa tiếng đồng hồ đó nha. Nè chị coi đi có đẹp không? Ủa anh hai, sao anh biết luôn ở đây mà tới trước em vậy? Phải biết cho em. Thôi em ở đây chuyện trò với Tô Loan, anh vô bệnh viện một chút nha. Chào. Dạ Loan à, em chờ anh có lâu không? Giận anh rồi hả? Thôi vuốt giận mà. Nè, nhận giùm anh bó hoa cuối tuần này đi, hoa đẹp nhất ở trong chợ sáng nay đó em. Nhận đi mà, cho anh xin lỗi nha. Tha cho anh đó. Nga ơi, dạ. Em đem bó hoa này thay bình hoa trong phòng chị, giùm chị đi em. Dạ, em xin đi để cho hai người tự do trò chuyện chứ. Tô Loan à, anh cho em hay một tin mừng nha. Anh đã được y sĩ Đoàn giới thiệu đi tu nghiệp ở ngoại quốc đó. Mà phí tổn thì do chính phủ Đài Thọ. Vậy à, nhưng anh sẽ đi tu nghiệp về ngành nào? Tất nhiên là ngành mà anh quyết định phải theo là phục hồi chức năng, để về ghép tay chân cho bệnh nhân thương tật.
Đầu tiên anh sẽ được đặt chân lên Pháp để nghiên cứu về cơ thể phục hồi. Kế đó sẽ thăm hết vùng đất Phi Châu, rồi Ấn Độ, Mã Lai để khảo cứu thêm về bình cùi. Như vậy là riêng anh mình khóc là thành sở nguyện, nhưng chừng bao lâu nữa anh mới dòng lòng lên đường. Nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng tới khởi hành. Giấy tờ thủ tục nhờ y sĩ đoàn lo hết cho anh. Vậy mà em vẫn mong sẽ cùng anh suốt ngày, nên ráng sức học để cuối năm tốt nghiệp ra trường, rồi đi một vòng thế giới cho có vợ có chồng. Anh khảo sát về bệnh tình, em nghiên cứu chuyện kinh doanh. Nếu mà em muốn như vậy thì anh có thể xin đình quản, đợi dịp sang năm hai đứa bài bướm ở nước ngoài. Em đặt 600.000 quan gửi tại Ba Lê, đủ bảo đảm cho mình ở hải ngoại phố về. Để anh bàn tính lại với anh hai anh coi ý anh sao nghe em. Anh Sơn à, em thấy dường như anh hai có cái gì vững dưng và khô lạnh. Hình như chuyện tình yêu và hôn nhân của đôi ta, anh hai có vẻ không tán thành cho lắm. Không đâu em à, anh hai anh á, anh không phải là một người hẹp hòi hữu lòng. Nhưng anh yêu em, anh hai anh chỉ ngại gia đình em giàu có. Sẽ khinh khi anh em anh nghèo khó, chính giai các phần chia khiến cho anh ấy có cái gì như nghiêm khắc, cho nên em thấy chẳng vui lòng. Anh chỉ nhắc nhở anh đừng nên say mê đắm lụy vì tiền. Đồng tiền nó cần nhưng nên dùng như tên đầy tớ, chứ đừng để cho nó làm ông chủ để nhục thanh danh. Anh cứ nhắc nhở anh khi anh chọn lựa trăm năm, nếu vì tình yêu thì anh không hề ngăn cản. Chứ còn nếu vì tiền anh khóc nói với anh là đừng nhìn anh là anh nữa. Hèn chi, mỗi lần em phân bài lợi hại về công việc của anh, anh mím chặt môi như giận vậy đó. Còn anh á, anh cứ đi như vậy chắc là anh đâu có nhớ tới em. Em à, sao em lại nói như vậy hả? Anh có biết đâu, trong khi anh vui với xứ lạ trời xa, với niềm vui tỏi nguyện ước mơ, thì em ở đây một mình dò dò với những âu lo, cùng những nhớ thương với kính hồn em như lạc vào nơi quán bia lạnh lùng. Anh xin lỗi em. Thực ra là anh yêu em vì tình thấy chỉ vì luôn à. Sao bữa nay em hỏi anh câu đó? Vì em nghe có một người đẹp mới yêu anh, ý mà không anh yêu á. Anh thề với đừng thề. Anh thường nói khi muốn thốt lời thề chính là lúc người ta tự thấy trong lòng cười mình giả dối. Có phải anh thề là anh đang giả dối nếu anh cố tình em tự sát để anh? Tố Loan à, em đừng có nghĩ quẩn, anh không làm điều gì xúc phạm tình yêu cao thượng của đôi ta hết. Vậy em hỏi anh nè, tại sao phải đoàn công tác của anh lại có giả hơn chứ? Thì ra là nguyên nhân đó đó hả? Dạ, nói thiệt đi, anh có gì nói chưa? Nói chưa? Cưng ơi, đừng có hiểu lầm anh mà ghen tuông rồi đổ vỡ tình bạn hết. Anh có cái gì là chứ gì mà như ba mà nữ kiểu đó còn gì da thịt anh Sơn nữa. Đó, giả hương tới rồi đó. Có déo anh thì déo nữa đi. Nè, nè, chết. Ui da, ui da. Ai bị kích người ta. Nè, tại cô tới đúng lúc quá, Thành tôi bị déo đó nghe, bắt đền đi. Ê, đổ thừa gì kỳ vậy? Giả hương à, cô đi đâu cả tuần nay để tôi kiếm muốn chết vậy? Không phải chỉ có Loan kiếm tôi đâu. Mấy ông bà chủ của phòng trà ca nhạc, rồi Thảo Phim cũng tá quả đi kiếm mình. Họ dán giấy nhắn tin trên cửa phòng mình như dán quảng cáo. Mà bò đi đâu mất biết là gì, thì mình theo anh Sơn đến trại cùi ở Di Linh. Tôi sợ bò luôn á. Cái tin này nổi hứng bốc đồng. Không phải bốc đồng đâu. Giả hơn theo ý mẹ
mẹ có người ơn đang dưỡng bệnh hồi. Tôi muốn theo anh Sơn học cách trị bệnh này để về quê phục dược cho mẹ vui và trả ơn. Thật là vô lý. Không vô lý đâu em à, con người là như vậy, tâm nguyện ân sâu không thể lo việc đáp ơn, lòng nó sẽ không yên cứ dương bận ưu phiền. Muốn bước vào trại cùi là phải có từ tâm. Thôi, bữa nay ba má em lên, em sẽ nói chuyện. Em muốn anh ở đây cho ba má em biết mặt. Để mình nói với mẹ cha mình yêu nhau và định làm đám cưới. Vì ba má em lần này á vẫn nghe người định cưới em đó. Trời ơi, nỗi khổ của Tố Loan là yêu anh trọn tâm hồn. Nếu phải lấy chồng khác thì còn nỗi khổ nào hơn. Nhưng đến trưa nay anh phải theo đoàn công tác lên đường. Trách nhiệm lại quá vội vàng, làm sao anh ở lại được đây? Anh Sơn, nếu anh không ở lại được hôm nay, tức là anh sẽ ra đi bỏ mặc cho em tiếp người mà cha mẹ em gả. Coi như anh bỏ mặc cho tình yêu chúng ta tan dần trong sương khói. Giữa lúc hồn em như chiếc thuyền nan bền bồng trên con nước xoáy, biết tựa vào đâu khi cô lái mỏi tay. Dù anh đến chỗ nào khi dân thân thì càng trở cuộc hôn nhân. Nắng hôm nay không cháy núi rừng tùng, cùng theo ắt niềm tin của một con chim nhỏ. Tố Loan à, tại bồ báo tin đột ngột quá, làm sao anh Sơn có thể nơi đúng đó em mà. Còn Tố Loan không có Sơn sẽ ra sao đây? Hay là Sơn đối với Tố Loan rất nhẹ tình? Loan ơi, sao em nói thế? Tình yêu và nhiễm vũ kẻ làm trái. Sự tình yêu duy nhất trong khi vai anh còn nặng mang những tâm nguyện cần thực hiện. Đã yêu nhau xin hãy vì nhau mà giúp cho tình nghĩa được liên toàn. Được rồi, nếu mai đây lỡ tay bẻ gãy chữ đồng thuyền sao dội tát bên sang ngang. Trong bên đò tình anh là lữ khách cơ hàng sẽ ngóng mắt, và trong thuyền ai rời xa bên. Bởi chữ nghèo nên anh đành cam chịu hết, nếu lỡ sau này mình gian dở mối tơ à. Hay là mình có thể giúp bồ phần nào không? Bồ cần thì mình xin ở lại không đi, mình là người tháp tùng mà. Mình sẽ ở lại, sẽ hết lòng lo cho bồ, được không? Dạ Hương, là bản thân từ nhỏ tôi chỉ còn trông cậy ở Dạ Hương giúp tôi một việc này. Bồ muốn mình giúp việc gì? Tôi muốn nhờ nhan sắc tuyệt trần cùng cái danh ca sĩ minh tình. Dạ Hương à,
làm cho lão si mê. Tố Loan, tại sao hôm nay em lại có ý nghĩ lạ thường? Dù được Du Ký là một tay nhà giàu, giả luôn sẽ làm chủ nàng tim, mà còn giúp tôi ngăn ý định. Lòng lo bằng tình bạn trong sáng, chứ không thể tiếp nhận ở Tố Loan lòng khinh thị. Dù nghệ sĩ bị đời chê bai là lãng mạn, nhưng lãng mạn không thể đồng nghĩa với lòng dân phụ đã sanh. Làm nghệ sĩ là tâm hồn phải vươn lên cho đẹp hơn. Cuộc sống cũng có phần nào gọi là phóng túng, cũng vì lòng phóng túng mà chịu nhiều tiếng thị phi. Nghệ sĩ dù nghèo cũng dám bỏ lót tung hay, thà cho không đòi chứ không ham tiền bán xa. Nghệ sĩ có thể vì yêu nên liều mà lầm lạc, chứ không đem mấy tình ra mà khiến dù để sang. Phải rồi, tâm hồn nghệ sĩ cô thanh cao lắm mà, thanh cao đến nỗi tan tận lương tâm. Cướp nhân tình của bạn sẵn sàng làm những trò khốn nạn, với một con giá giờ cao thượng với cao siêu. Tố Loan, chị vừa nói chi mà nghe chua chát đắng cay. Tôi đã cướp nhân tình của ai mà chị giận hờn quá mà nhân phẩm của tôi? Tôi tưởng cô nên tự tội vì đã quyến rũ được anh Sơn. Xong cả tôi người phưởng chả loan chung mà không. Không bao giờ tôi giang díu với anh Sơn. Thôi cô câm đi, cô đừng có hòng trải tội. Tôi không có lỗi gì với Tố Loan. Nếu cần tôi vĩnh biệt anh Sơn. Tôi đi đây. Cô kia, Gia Hương. Còn ông cứ đeo đuổi nó đi chứ có chướng ngại gì đâu. Bài tán bữa nay đã nồng hương yêu, thì cứ quyền theo mà sai đó. Đừng lưu luyến tới tôi, mặt tôi đã sao thì ra. Em à, em đừng quan tâm. Quý vị đang thưởng thức chương trình của Hương Vị Official. Khỏi nói, tôi đã bị yêu vì tiền thì cuộc tình chấm dứt càng sớm càng tốt, phải không ông? Cô câm miệng lại. Cô nhớ cho rằng tôi chưa xòe tay nhận lấy của cô một đồng xu, một cái sự sản đồ sổ dòng tiền bạc tỷ của gia đình cô đó. Đối với tôi là vô nghĩa. Diễn biệt. Anh Sơn, anh bỏ em đi thiệt sao? Em lỡ lời mà anh Sơn. Dì hai, chị làm cái gì mà anh Sơn thì chị Hương có vẻ giận dữ? Họ vừa mới lên taxi đó. Ơ kìa, chị Tố Loan, chị chạy đâu vậy? Ê, đi đi đó, chị Tố Loan, chị chạy xuống hồ tự vẫn. Báo người ta, tự vẫn xin báo người ta. Cứu. Ông à. Cái gì?
con Loan mấy bữa nay của bộ nó đỡ nhiều lắm nghe ông. Có điều hai cái chân nó vẫn chưa đi được, nó còn ngồi xe lăn. Hồi sáng này con Nga đã đẩy nó ra sân cho nó phơi nắng và ngắm cảnh nữa. Hôm qua tới nay nó ăn cơm được lắm vậy đó. Ủa, mà sao tôi nhìn ông Tư lử lẫm như ông lo gì vậy? Bà lo cái gì? Từ bữa con nhỏ té xuống hồ được bệnh viện cứu sống, tôi đã nhờ bác sĩ ở trong bệnh viện khám lại toàn thân coi nó có bệnh gì. Tôi thấy bệnh gì đâu mà sao tôi thấy nó u sầu quá vậy không biết. Thì bệnh viện khám rồi nó nói sao? Khám tổng quát thì con mình nó bình thường, còn cái chuyện thử máu thì bệnh viện gửi cho viện Bách Tưa xét nghiệm ít ngày nữa mới biết kết quả. Bác sĩ nói phải giữ cho con Tố Loan nó vui vẻ và yêu đời, đừng có để nó lo sầu u uất. Trong nhà có ai ra nhận thơ? Được rồi, tôi ra ngay. Ai gửi cho nó gì vậy? Thơ của bác sĩ Phan Bình Sơn. Đưa đây tôi coi. Sao vậy? Sao ông kỳ vậy? Sao kỳ? Tại sao ông lại xé thơ của con? Tôi phải lén coi trước rồi dán lại coi sao đâu. Ông ơi, ông làm như vậy là mất lịch sử đó nghe ông. Lịch sử cái gì đó mà lịch sử? Mình là cha mẹ của nó mà. Ai là bà là tôi xé bỏ đi. Để nó coi thơ, nó tương tư cái thằng bác sĩ mới ra trường này hoài thiệt là khổ cho nó. Ông ơi, ông nói vậy chặt lắc hết trơn rồi. Sao chặt? Ông không cho nó thương thằng Sơn con mình nó mới khổ đấy chứ. Con gái mình nó phải làm người ta. Nó nói thiệt với mình hết về tình yêu của nó, vậy mà ông cứ khăng khăng từ chối. Rồi đem vô ký lên coi mắt con mình, nó mới khổ buồn mai không xích bắt con. Từ lúc mình lên con mình nằm bệnh viện, cho tới nay được bệnh viện cho xuất viện về nhà. Ngày nào du ký cũng tới thăm con gái của bà. Tôi nghe mong rằng nó nảy nở một tình yêu. Nếu cho nó xem thơ tức là bà nhắc cho con Loan nhớ lại một người yêu mà hình bóng sắp phai mờ. Biết đâu bữa nay con mình nó vui vẻ yêu đời là nhờ ông du ký đã về nhà từ chiều hôm qua lận đó. Theo lời con Nga thì Tố Loan vẫn thương thằng bác sĩ. Nay cô Tố ông định xe bỏ là sai lầm. Ông biết ông trời vẫn xanh chi với thằng bác sĩ Sơn, làm cho con mình nó lầm lỗi yêu đương. Thôi đây nè, bà đưa thơ cho nó đi, rồi dò xét coi con mình nó buồn hay vui nghe không? Để tôi đem cho nó ngay bây giờ để cho nó mừng ông ơi. Ai đó, cứ vô. Ô, ông Minh, bữa nay dường như ông tới sớm hơn mọi bữa. Thưa không, cũng đúng 6 giờ chiều như thường lệ. Ủa, ông đây là đâu phải y tá Minh? Dạ, anh Minh bận đi công tác khác quan trọng hơn. Tôi là đồng nghiệp được anh Minh tin cậy nhờ đến tiêm thuốc cho ông. Không không, tôi đâu có bệnh gì đâu mà tiêm. Con gái tôi nó bệnh mới cần tiêm thuốc. À, vậy là trước khi đến đây ông Minh không có dặn gì với ông à? Trước khi tôi đến đây á, ông Minh chỉ có nói cho tôi biết rõ bệnh nhân mà tôi tới thì bệnh đây mắc bệnh cùi. Hả? Ông nói sao? Ngoài sự suy yếu toàn diện cơ thể sau khi tai nạn, theo phân chất của viện bác sơ thì trong máu của bệnh nhân có vi trùng hăng xe, thuộc loại cùi u, là một loại cùi nặng nhất trong các bệnh cùi. Ông Minh nể tình ông nên lấy hồ sơ bệnh lý nhờ tôi trao trong đây. Ông xem đi. Trời ơi, như vậy là con gái tôi mang bệnh thật rồi. Sao vậy? Sao nó gặp chuyện không lành? Tại sao con tôi lại mắc bệnh này? Còn tôi và mẹ nó có hay không? Chắc đây là một sự rủi ro, chứ bệnh không phải là loại di truyền đâu. Như vậy tôi tạm yên lòng, nhưng rồi vợ chồng tôi cũng phải lo. Lo đi thử mau coi nó bị lây hay ai lây bệnh con mình. Xin ông hãy yên lòng, tôi nghĩ chỉ mình cô Tố Loan thôi. Nhưng bệnh
độc hại, loại này y khoa có trị được lành. Dĩ nhiên là được. Thời buổi này có rất nhiều thuốc để trị, nhưng phải săn sóc kỹ lưỡng chu đáo. Trường hợp bệnh mới phát giác như cô ở nhà đây, nên giữ cho tâm hồn bình thản, vui vẻ yêu đời, có một niềm tin. Bên cạnh cô phải có một bác sĩ chuyên khoa thường xuyên săn sóc, có thể chữa lành bệnh nhanh chóng. Thiệt vậy hả ông? Tôi sẽ giấu, và xin ông cũng giấu bạc, đừng cho con gái tôi biết nó mắc bệnh. Tôi sẽ tìm một bác sĩ chuyên khoa chữa bệnh theo ý ông. Tôi sẽ gấp rút tiến hành một cuộc hôn nhân với con gái tôi vui vẻ, và nó có một mái ấm gia đình. Tôi phải tìm bác sĩ Phan Bình Sơn. Ông nói đúng đó. Bác sĩ Phan Bình Sơn tốt nghiệp phục hồi chức năng, khảo cứu về tê liệt và cùi, chắc chắn sẽ trị lành bệnh cho con gái ông được đó. Không, tôi không cần thằng bác sĩ đó trị. Sao vậy? Tôi có tiền, tôi sẽ tìm một bác sĩ khác. Ông hiểu chưa? Vậy ông tìm bác sĩ Sơn để làm gì? Để buộc tội hắn đã đem di trùng cùi từ các trại cùi về truyền nhiễm cho con gái tôi. Nhưng tôi đã nói, di trùng hương sen rất khó truyền nhiễm. Nhưng theo tài liệu này thì ít ra nó cũng chui vào máu của cô nhà khoảng 4-5 năm về trước rồi. Còn bác sĩ Sơn mới tốt nghiệp, đi làm ở các trại cùi mới khoảng có 1 năm mà ông như vậy là nó. Nó rồi, cũng không thể được. Vì nghe đâu bác sĩ Sơn mới quen và yêu cô Loan chừng khoảng 2 năm nay thôi mà ông. Ủa, ông là ai? Là gì của bác sĩ Sơn mà hiểu khá rành về đời tư của nó vậy? Dạ tôi... tôi là y tá. Dạ, kính thưa bác Năm. Hương, con Loan nó bị nạn cháu hay không? Dạ, cháu mới về tới, được tin cháu lại đây ngay thăm Tú Loan. Thôi cháu ở đây chờ nó chút xíu nha. Bác phải đi tìm cho nó một bác sĩ mới được. Còn ông, phiền ông chờ con gái tôi một chút. Đây nè, ông cầm đỡ 10.000 gì uống trà đá đỡ đi. Còn tiền thuốc men tôi tính với bệnh viện sau. Gì, chế ít hả? Còn 2.000 lẻ nè, lấy luôn đi, 12.000 đó, được không? Dạ không, không phải tôi chỉ ít đâu. Nè, ông cứ cầm 12.000 này mua thuốc đi. Mua một gói thuốc 3 số 5 đó. Tôi thấy ông hết thuốc hút rồi đó. Vậy hả, cũng được, cảm ơn nghe. Nhà giàu, họ cũng tính từ đồng từ cắt hả cô? Có lẽ như vậy họ mới giàu đó. Ông rặn ông đưa tôi 12.000, tôi thấy tức cười quá. Thì nghề nghiệp của ông thế nào, người ta trả tiền ông thế đó thôi. Cô nghi ngờ nghề nghiệp của tôi à? Cô đừng ngại. Tôi được bác sĩ Phan Bình Sơn khen là một y tá có nhiều kinh nghiệm, đủ sức thay bác sĩ coi sóc một bệnh nhân. Chỉ tại tôi chưa có bằng cấp thôi cô à. Ông có quen bác sĩ Sơn à? Chẳng những quen mà còn thâm tình nữa là khác đó. Con người của bác sĩ Sơn coi vậy mà là một khách đa tình. Lần lần với yêu đương, quý vị đang thực hiện chương trình của Minh Quý Official. Ấp ấp yêu và tôn trọng những từ khi ông làm quen được với một minh tinh màng bạc. Tôi thấy hình như là ông như bị thôi miên, ôm mộng si mê âm thầm. Ngày nào không thấy nàng là chàng mất ăn mất ngủ, lui dòng tuyệt vời là được cùng nàng nên dài ngầu. Có phải nàng tên giả giữa tơ giá đời nghệ sĩ để làm một cô cũng biết chuyện đó nữa à? Vì tôi chính là giả hương đây. Nhưng ai nói thế là lầm. Sơn chỉ yêu Tú Loan thôi, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy biểu lộ một cử chỉ yêu đương nào với tôi. Tại ông bác sĩ ông kín đáo. Chứ nếu không thì tại sao cô Tú Loan ghen tất tình yêu của Sơn đối với cô mà nhảy xuống hồ tự tử đó? Trời ơi, Tú Loan tự tử chứ không phải sẽ chân té xuống hồ như người ta nói sao? Phải, cô Tố Loan ghen tức tình yêu của cô với Sơn toan hủy hoại cuộc đời. Nếu cô tự thấy mình yêu Sơn thì cứ điềm nhiên tiến tới. Còn nếu nể tình bằng hữu mà không đành lòng
thì tôi khuyên cô đừng nên gặp Tố Loan, vì như thế càng dễ gây sự hiểu lầm, mà Tố Loan càng ghen tức thì sẽ có hại cho sức khỏe. Cô nên nhớ, cô cũng đang thời kỳ chưa bình phục. Không, tôi cần phải gặp Tố Loan để chị ấy đừng hiểu lầm tôi. Tôi sẽ nói rõ cho Tố Loan nghe. Sợ dĩ tôi bỏ hết danh vọng kêu xa mà theo học nghề với bác sĩ Sơn là vì tôi muốn cứu mẹ tôi. Đang lắm phải bệnh thôi và vì tương lai hạnh phúc của anh em tôi. Mẹ tôi đang sống ở đâu chỗ làm sao đo lường được lòng thiên hạ, nhất là gia đình Tô Loan với cuộc sống sang giàu. Cô càng không nên gặp làm gì, sao mà ông càng ngăn tôi. Cô gặp Tô Loan lúc này, khác nào cô muốn giết cô ấy thêm một lần nữa. Còn cô liệu coi, vì mẹ cô mắc bệnh cùi thì có thể cô Tố Loan sẽ khinh khi và xua đuổi cô. Cô sẽ đau khổ và nhục nhã nếu cô Tố Loan vẫn nuôi hận mà muốn trả thù. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Cô phải lánh mặt Tố Loan cho đến khi nào chính bác sĩ Sơn làm cho cô Tố Loan hiểu rõ cô là một người bạn tốt. À, phải. Ông nói có lý. Tôi thử nghe theo lời ông. Bác sĩ Sơn đã về và sẽ tới thăm Tố Loan. Lời nói của anh Sơn có giá trị hơn tôi nhiều. Vậy nhờ ông trao tấm thiệp này cho Tố Loan giùm tôi. Chào ông và xin cảm ơn lời chỉ giáo. Không có chi. Anh Sơn đã về, sẽ tới thăm Tố Loan, chúc Tố Loan bình phục và hương. Dạ Hương, dạ Hương. Dạ Hương tới đây làm gì mà khi mình gọi dạ Hương lại bỏ đi luôn vậy cả? Chắc tại chị Dạ Hương không nghe chị gọi đó. Không nghe, sao nó đứng lại rồi lại bước nhanh như là chạy trốn vậy? À, cô ơi, cô Dạ Hương gì đó có gửi cho cô cái danh thiếp để trên sách giấy kia kìa. À, ông là ai vậy? Dạ, tôi là y tá tới tiêm thuốc cho cô. Y tá à? Ủa, mà sao tôi nghe cái tiếng nói của ông nó quen quen? Chị ơi, Dạ Hương báo tin anh Sơn sẽ về và sẽ tới thăm chị liền. Dạ. Đâu, đưa chị xem. Nè, chị xem đi. Anh Sơn về. Trời ơi, làm sao bây giờ? Nga ơi. Dạ. Giờ chị như thế này thì làm sao chị gặp ảnh? Ông y tá ơi. Ông y tá ơi. Dạ, có tôi đây. Anh Sơn sẽ tới thăm tôi. Hồi nãy má tôi có đưa cái thơ ảnh xin lỗi tôi. Bây giờ lại đưa tin là ảnh tới thăm tôi. Ông y tá ơi, bây giờ ông có thuốc gì, ông chích tôi làm cho tôi uống gì cho khỏe ngay bây giờ đi. Làm sao mà cho tôi đi đứng được như xưa. Bác sĩ nói là vài hôm nữa tôi sẽ bình phục. Tôi xin ông thâu ngắn hai chữ vài hôm đó giùm tôi đi. Ông có thuốc gì ông cứ chích tôi là uống đi, cho tôi mạnh ngay bây giờ. Để lát nữa tôi mừng tôi đón anh Sơn tới. Ông y tá ông giúp giùm tôi đi. Hả? Hồ sơ bệnh lý này của ai đây? Của chị Tố Loan mà. Đâu? Đưa chị xem. Dạ. Kết quả cuộc thử máu sau 3 lần phân chất do phản ứng Mitsuda, chúng tôi xác nhận có vi trùng Hansen, loại cùi u trong máu của bệnh nhân trong thời kỳ phát lộ. Trời ơi, tôi đã mắc bệnh cùi rồi phải không ông? Và hàng ngày chúng tôi tiêm những loại thuốc hạn chế vi trùng Hansen phát triển. Ai đã đem bản án này lại đây? Ông phải không? Phải. Tôi xin lỗi cô. Ông là ai? Sao ông không giấu tôi? Để tôi gặp anh Sơn rồi nói cũng được mà. Sao ông tàn nhẫn với tôi như vậy? Ông là
sao tôi là người thân thiết nữa? Vì tôi là một kẻ mang di mọi rợ. Đúng theo lương tâm chức nghiệp, vì nhân đạo bắt buộc người theo nghề thuốc không được phép tiết lộ cho bệnh nhân biết căn bệnh bất trị của họ. Nhưng tôi đã vượt qua điều lệ đó. Dù tôi làm như dối để mong làm tròn bổn phận làm anh. Anh hai, xin cô đừng gọi thêm hai tiếng anh này để cho tôi bớt đi xấu hổ vì đã hạ tiền âm mưu. Lần này tôi muốn giang cô can đảm hy sinh mối tình đầu. Anh muốn em làm gì đây khi em mang bình ngặt? Từ nay em không gặp mặt anh Sơn cho anh được yên lòng. Càng lạnh mặt em tôi càng nung nấu yêu thương. Mười hôm nữa nó ra đi sang pháp tu nghiệp rồi, mong rằng cô giúp nó đừng vướng bận. Tùy cô lựa chọn, cốt sao cho nó bị phụ gì nghèo. Cô tổ lòng ơi, em tôi nó khổ nhiều rồi. Hoàn cảnh em mang bệnh ngặt nghèo như vậy thì lòng anh muốn em phải làm sao? Cô Loan ơi, tôi muốn cô đem tất cả cái can đảm phi thường mà coi thằng Sơn như bóng con ngựa hồng lướt qua sông cửa. Cô cứ để cho con tuấn mã phi nhanh xa dần quá khứ mà dứt đường tơ như bến cổ thuyền chăng neo. Quý vị đang thưởng thức chương trình của Minh Quý thì cô cũng nên vì hiếu thảo các bước theo chồng mà phản bội thằng Sơn. Hành động đó sẽ khơi động lòng tự ái của một thanh niên. Phan Bình Sơn sẽ gấp rút thành danh. Chừng đó tôi sẽ nói với em tôi rằng Tố Loan chính là một tình thương cao quý. Trời ơi, làm sao em có thể phản bội anh Sơn được? Nhưng cũng không làm sao cô có thể hòa hợp được với thằng Sơn. Một là cha mẹ cô không bao giờ bằng lòng nó, cho dù nó chỉ xin ở cương vị một bác sĩ để chữa bệnh cho cô. Hay là không bao giờ tôi chấp nhận có một em dâu mang bệnh cùi như cô. Anh hai, em xin được gọi anh hai. Mặc dầu em với anh Sơn sẽ không thành duyên nợ, em vẫn kính sợ anh hai như đứa em dâu kính sợ anh chồng. Sơn, em sẽ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của anh. Em sẽ vì tương lai sự nghiệp của anh Sơn mà em sẽ cố đóng cho sống vai trò người tình đen bạc cho người mong của em không còn bị trói buộc đời đời dưới địa ngục tình yêu.
tôi cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô thật nhiều. Từ giây phút này, anh em tôi quý trọng cô như quý trọng một người ơn cao đẹp. Người ơn cao đẹp? Phải. Không, không bao giờ em chịu nhận là người ơn của anh Sơn cả. Em chỉ là người yêu thôi à. Anh Hai, mãi mãi em vẫn là người yêu của anh Sơn cho đến trọn đời trọn kiếp. Đó là quyền của cô. Nhưng tôi tin cô không bao giờ quên những lời cô mới hứa. Tốt hơn hết là cô đừng nên gặp thằng Sơn em tôi. Đừng nên gặp nó được. Gặp cô Vĩnh Liên. Anh Hai, anh Hai. Trời, chị Hai, chị Hai. Chưa có đi được mà giỏi chạy gì cho té vậy. Chị Hai ơi, chị Hai. Chuyện gì với con, chuyện gì? Sao vậy nè, đứng lên đi. Chuyện gì với Hằng à? Dạ, chị Hai con cô hồ sơ bệnh lý. Hồ sơ bệnh lý làm sao? Má, má ơi, chắc là con chết quá má ơi. Con, sao con chết được? Bác sĩ nói bệnh con sắp hết mà. Nhưng con bị bệnh cùi. Trời ơi, bệnh cùi. Má coi nè. Ông ơi, con Loan nó bị bệnh cùi rồi. Trời ơi, hồ sơ bệnh lý tôi sơ ý bỏ quên lại đây. Tôi giết con tôi rồi mà. Ô Loan, con đừng có lo sợ quá đáng. Bác có hỏi bác sĩ rồi. Bệnh cùi bây giờ là cái chuyện nhỏ thôi. Cậu chó của anh, con đừng có sợ. Biết sống căn bệnh của con, những con yên ổn tinh thần là trong 1-2 năm sẽ trị hết. Con đừng có lo, không có sao đâu mà. Ba, ba ơi, anh cảm báo trước cho con là căn bệnh của con có thể là bất kỳ. Ngày nào căn bệnh của con chưa phát tác, gương mặt con chưa trở thành ác quỷ. Làm héo úa quấy lòng bơ mơ. Khi nguồn an ủi trong tuổi già bỗng xoay bóng dần tan như mây khói cuối chân trời. Ba má nhìn con mà chúa mà nụ cười xuân con đành sắc liễm giữa đôi môi. Đời con gái đường xuân đang tràn ngập ước mơ, chợt giông bão tan thương dập về ấp u mù mịt. Con sẽ về đâu với chuỗi buồn đau dằn dặt để cho khóe thu ba giờ với nỗi thương sâu. Bà ơi, con nó cần vững tinh thần cho bệnh dễ dàng chữa trị, mà bà cứ than thở bi lụy như vậy là làm sao mà cứu vãn được cuộc đời của con tào lao không à? Ba ơi, đời con coi như định mệnh đã bài, con đã sẵn sàng đón nhận mọi nghiệt ngã cài đến cho mình. Con còn chút hơi thừa, con chẳng chọn tình, con xin vẹn yêu, con chỉ xin mai điều ba má chấp thuận cho con. Được rồi, con muốn cái gì ba cũng chiều con. Điều thứ nhất, con xin chọn quyền sử dụng tiền riêng của con bên pháp. Được, được rồi. Vài hôm nữa con sẽ bình phục, con bằng lòng nhận lời ông du ký để du quy. Hả? Con bằng lòng nhận lời làm vợ du ký thì sao con?
Ba báo tin, ba báo tin gác cổng sẵn sàng tuần sau sẽ làm lễ cưới. Trời, báo phải đăng tin chung vui cho nhiều, cho rầm rộ để con được đàng hoàng hạnh diện bạn bè con. Sao lâu nay con phản đối ba má về chuyện này lắm mà, sao hôm nay con thay đổi đột ngột như vậy? Con đã suy nghĩ kỹ chưa luôn? Ma yên tâm nha, em lấy giùm chị giấy viết đến đây cho chị. Ma, con đã suy nghĩ kỹ rồi ba má ơi. Con thấy là con cần báo hiếu mà. Thôi, ba má đi lo công việc đi. Con thôi 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 đi cho con nó nghĩ. Bà sao cái tật nói nhiều không bỏ. Chị hai, sao chị quyết định vội vàng vậy? Rồi anh Sơn anh buồn chị sao? Chỉ biết rằng anh Sơn sẽ buồn. Nhưng đeo đặng mãi với nhau sẽ làm hại đời anh. Anh sẽ còn buồn hơn nữa. Sao chị không tin ta má để anh Sơn cưới chị? Anh Sơn sắp đi tu nghiệp ở nước ngoài. Anh cần dứt khoát mọi vướng bận để sớm thành danh. Nhưng chị đừng bỏ anh tu nghiệp anh Sơn lắm chị ơi à. Anh Sơn sẽ tới đây thăm chị. Chị sẽ lánh mặt. Em cầm thơ này tìm cách trao lại cho anh Sơn. Nói là cầm nang của chị gửi ơi. Dặn anh khi nào đặt chân lên đất Bắc, hoặc khi có chuyện rối lòng phản bội anh Sơn. Tùy có bước dù quỳ, nhưng dùng bình nan y chỉ sẽ giữ vẹn chữ chung tình. Khi biết chỉ lắm bình tình ghê tởm, người ta sẽ sợ hết hồn, không dám gần gũi chị đâu. Thôi Nga, em đi sửa soạn đồ đạc giùm chị đi. Đi đi em. Tô Loan, đừng chạy nữa. Tô Loan, đứng lại đó. Anh đừng chạy tới tôi nữa, anh hãy về đi. Tô Loan ơi, em đừng giận anh mà. Tô Loan, có phải em ngờ những tình yêu của anh đối với em không? Em quý vị dù cho muôn vàn trong gai, anh cũng quyết tạp bằng chướng ngại để cùng em tiến tới hôn nhân. Tôi không có quyền tiếp nhận hôn nhân của ai nữa, vì tôi đã có chồng rồi. Thôi anh hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Còn luyến lưu làm chi, còn vẫn dương làm gì. Lòng yêu ai đến bây giờ mình đang biết. Chuyện tình đôi ta anh hãy xem là quyền của anh. Em đừng giận anh kia dĩ dáng mù sương, vẫn đẹp như giấc mơ trên trời bao ánh sao. Tình ta bấy nhiêu kỷ niệm, nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Tôi, anh về đi, anh về đi. Loan ơi, anh không tài quay lưng trước những đau thương. Em đã bấm ghen thuốc lời từ ta. Khi giấc ngọt không ngà của người thương héo hôn như cành liễu rũ, vì một phút vẫn hơn nhau mà em đã xuống hồ than thở. Thì vĩnh biệt tình yêu còn đổ lệ biết bao lần. Lúc mình lặng yên vui chỉ ta chẳng thôi, anh còn lo
phần. Khi nay thấy em héo mòn tâm thân dò dò thì lòng dạ nào mà anh đã ra đi. Tố Loan ơi dầu chút cách trở mấy quán hà thì tình mình há đâu dễ gì phải lờ. Gặp gỡ nhau hôm nay như nung nấu lại lời thề thuở ban sơ giờ cho trở thành vĩnh cửu muôn đời. Ta mình sơn, ngày mình giận nhau, có ngờ đâu đó là ngày mình chia tay vĩnh viễn. Ba má em bắt buộc em có chồng rồi, em đã lấy chồng. Thôi rồi ta đã xa nhau, tìm đâu lại thuở êm đềm, chỉ còn lại nhớ nhung thêm và chỉ còn nghe đắng cay thêm. Sao đành em nỡ quên đi tình xưa đôi trắng hai đêm, mong mơ giờ biết đâu tìm, cho nên giờ người ta mệnh danh dài cấp phân chia khiến cho chim phải xa rừng nhớ cội già bên kia phải chiều xa thuyền. Họ đọc chuyện hôn nhân nên bàn cân nặng nhẹ do lòng tôi ăn dưới ba gặp mặt Tô Loan. Chỉ tôi nhờ tôi trao lại cho anh phong thơ tâm sự, nhớ cảm nắng khi anh đặt chân lên đất Pháp, hoặc gặp chuyện rối lòng mới được mở ra kèm. Bức cẩm nang của Tô Loan. Nghe ơi, như vậy là Tô Loan vẫn còn yêu anh, lo lắng cho anh trước khi bước chân lên đất khách mà. Tôi không thể giấu anh được nữa, chị tôi vẫn còn yêu anh nên chị mới trách anh vì chị ấy bị mắc bệnh cùi. Hồ sơ bệnh lý của chị nè, anh coi đi. Chị em nay đã bệnh cùi. Trời, bệnh cùi có đáng sợ gì đâu. Anh đang nghiên cứu chữa trị bệnh này mà, Tố Loan à. Tố Loan, em hãy tin anh, em hãy tin anh sẽ chữa trị cho em được mà. Tố Loan, tính lại đi, chị tôi đã nói lời vĩnh biệt. Thôi anh về đi. Từ phút này chị tôi yêu cầu anh hãy cho chị ấy được yên ổn mà lo đám cưới. Đi đi. Tố Loan ơi, em có thể yên ổn mà lo đám cưới được hay sao? Hãy khóc đi anh, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng ai dưỡng dẫn lại định mệnh đôi ta. Yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa, tình ta không chung lối, thương buồn xa nhau quá rồi, chỉ vì nghịch cánh anh ơi. Ha 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 ha!
về sâu đành quên nỗi đau u hồn vẫn giờ cái về cách xa nuôi bình thủy dung phải nguôi quên niềm đau quyệt sâu âm cắm bước chân vào khổ mộ ai vi phạm sẽ chết. Sợ ma quái trong cổ mộ đến ngất xỉu rồi. Sợ ma mà lại tham lam, muốn vô cổ mộ đào lấy vàng chôn theo cô gái này. Rõ ra tiếng người với tiếng bước chân nặng trịch không thể là ma được. Để mình cầm đèn pin vô thử coi, họ giả ma mình giả quỷ. Lũ ma quái ở đâu đó? Bỏ ta đến đây, mau xuất hiện đi. Đừng bước lại gần tôi, đừng lại gần tôi. Người hay ma? Không phải là ma cũng không phải là người. Nghĩa là gì? Một con người sống không được với loài người, không làm gì nên tội mà bị đày vào địa ngục, không bất hiếu mà không được hầu hạ mẹ cha, không phản bội dông thề mà tôi không được quyền làm vợ. Cô nói gì tôi không hiểu. Vậy cô là ai? Chủ nhân tòa cổ mộ này, Lâm Tố Loan. Tôi tên là Hạ Cảnh Nam đây. Phải, chính tôi là Lâm Tố Loan đây. Tố Nga. Dạ. Tố Nga. Đừng giết hắn. Tố Nga, đừng gọi tên tôi khi ông là kẻ độc ác nhất trần gian, đã phá vỡ sự ân ô để chị em tôi yên sống ăn cầm. Vậy mà ông cứ tò mò đi sâu tìm hiểu, làm lộ liễu chuyện của người muốn trốn ở trần ai. Quả ông là kẻ thù đáng sợ của chúng tôi mà. Thật quá bất ngờ. Bất ngờ như mộng mị đêm nay, khi biết Tố Loan còn sống và Tố Nga làm ma. Thỉnh cầu thì tự tôi cũng chẳng bao giờ hở môi để gieo khổ đau thêm cho người triền miên đau khổ. Tôi biết cô vốn là một giai nhân mà từ biệt gió trăng ẩn mình vào nơi cổ mộ, tức là giọt nắng chiều thu đã liệm mòn quá khứ, xót lại niềm đau len nhẹ giữa đêm. Quý vị đang thưởng thức chương trình của Minh Ký Official. Nghe xót xa hơn dao cắt ruột và thấy lạnh lùng như bão tuyết trời đông. Cô có đủ lý do để quán trách thế nhân và đổi khúc tuyệt tình với thân bằng quyến thuộc. Còn tôi kẻ đã xót đau nên tôn trọng niềm đau, xót xin cô chớ giữ cái cô đơn của một kiếp đồng hành. Ông không biết tôi là người thế nào nữa sao mà đòi làm bạn đường chia sẻ nỗi cô đơn của tôi chứ. Tôi đang mang bệnh cùi về ông mà. Ông không ghê tởm tôi sao? Tố Loan ơi, khi một con cá lưỡi trâu méo miệng sao dám chê con cá tràn bò môi trên. Tôi có một người mẹ không cùng mang một chứng bệnh như cô. Tôi phải mười mấy năm chăm lo săn sóc thì tôi nỡ đâu làm một kẻ vô tình. Tôi vẫn có niềm tin rằng bệnh của người rồi sẽ được chỉ lành. Tôi cũng có lòng tin như vậy nên từ ngày nay vẫn như hồi mới phát sinh. Em gái của tôi đang đi theo một bác sĩ khảo cứu về bệnh cùi mũi ở Tây Phương, cho biết rằng bệnh cùi sẽ được trị lành với mới dược sẵn có. Nếu bệnh nhân vui vẻ yêu đời, tuyệt vọng chán đời thì còn vui gì được hở ông? Đáng lẽ chiếc quan tài đưa vào mộ hơn 2 năm trước đã gói chặt cái thể xác này, chỉ vì tôi thương mẹ cha nên tôi đã...
đằng kéo dài kiếp sống đi lưng. Từ hôm nay hơi thở của tôi đã heo mòn, tôi muốn về lại tạ sông Tân lại bị người ta chận lui. Trong cơn ấp hối này chắc tôi cũng tay mặt ba má của tôi. Dì đừng nói vậy làm mẹ thêm lo sợ, chỉ không thể chết mà bỏ em. Bao nhiêu năm trời em phi bỏ thời thân giam mình trong hầm mộ, vì ân nghĩa của một người thương cốt nhục thâm tình. Nay mà chị nhắm mắt quy tiên thì em cũng quyên sinh theo chị, hoặc trọn đời em sẽ là nàng hậu bên mộ, cho trọn tình với người em vừa thích mê lại vừa mang nặng tình. Tố Nga, chỗ này coi như đã lộ, mình không thể ở yên được nữa. Vậy em hãy về mời ba má đến đây cho chị bàn tính. Hơn nữa, hình như chị có linh cảm rằng chị sẽ đi về Vĩnh Biệt. Chị Tố Loan, chị đừng nói như vậy mà. Em hãy đi nhanh lên đi, kẻo không kịp nữa. Dạ, em đi. Chào ông. Tố Loan, ôm nỗi hận lòng nên cô chán đời thất chí. Cố tình sau này tôi có thể nào san sẻ được không? Cúi nẻo trần gian mới chợt hạnh ngộ được một kẻ có tâm hồn, thì tôi có thiết chi vài lời tâm sự. Bỗng dưng hôm nay ông trở thành người tri kỷ, để cho tôi trao gửi trọn nỗi sầu tương tư. Lòng ích kỷ của kẻ thừa tiền đối diện với cái ngang tàn của người bạch tính giàu tự ái, nên người yếu cứ quay gót ra đi giữa khung trời lòng vô, để cho tôi trở lại phòng quê tu mình trong nhung lùa. Mà nghe tiếng thời gian rên rỉ theo giọt tình tan trên nhung mùa qua ta. Không chữa trị đó là một sai lầm, nhưng nếu chữa trị dứt căn thì tôi có chấp nhận cuộc sống vợ chồng không giữ được tấm thân này cho người tôi yêu nữa. Cô để chứng bệnh phát tác như vậy, liệu người cô yêu có còn giữ nổi tình nghĩa ngày xưa không? Vâng, tôi đã sai lầm. Ngày xưa tôi có khuyên chàng hãy tìm người yêu khác, những tưởng tử chàng phải biết bổn phận là thủy chung với tôi. Chàng là một bác sĩ khảo cứu về bệnh cùi, nhưng khi biết tôi thỏ phải bệnh này thì nhà ca bạc tâm, rồi một cánh thịt hồng chàng
tôi kết hôn với con bạn thân của tôi ngày trước. Và tôi chết như tình xưa đã chết, kỷ chiều chốn thân trong mộ đã lạnh lùng. Hả? Cánh Thiệp Hồng, đám cưới của bác sĩ Phan Bình Sơn với Mạc Dạ Hương à? Có thể đây là một cánh thiệp giả tạo cho một bàn tay ác ý nào cố tình chia sẻ cô với Phan Bình Sơn. Họ đâu ngờ rằng chính nỗi đau này làm cho căn bệnh của cô trở thành bất trị và phát tác sớm, giết chết đời. Còn gì nữa mà bí ẩn với giả tạo? Cánh Thiệp Hồng in rõ họ tên thì còn giả cái gì được hả ông? Không, tôi quả quyết cánh thiệp này là sự giả mạo hoàn toàn. Vì Dạ Hương là em gái tôi, dù là nghệ sĩ gian danh, nhưng em tôi có hiếu ở gia đình. Nó có chồng sao mẹ và tôi không hay biết? Nó vừa báo tin là nó sắp hồi hương, và lần này nó sẽ điều trị cho mẹ tôi. Cánh thiệp này cũ kỹ đã 3 năm. Cánh thiệp này vừa đến được tay tôi, một ngày sau tình cố loan lìa đời, và tôi tự chôn mình dưới huyệt âm u. Trời ơi, mộ của Tố Loan đây sao? Tố Loan đã chết thật rồi sao? Tố Loan đã chết rồi thì tôi đã hóa thành một tên phụ nghĩa, một gã bất nhân mà. Tố Loan ơi, Tố Loan ơi, hồn chị ở cửa tiền có linh thiêng hãy chứng giám cho em. Cho tới ngày nay đối với chị, Dạ Hôn này hoàn toàn vô tội lắm. Kìa nghe, anh với Dạ Hương thiệt tình chỉ là thôi thôi, hãy câm đi. Những lời xấu ngôn quỷ quyệt, hai người đã qua mặt chỉ tôi, hẹn họ ra ngoài phốt giao du. Bây giờ trở về đây chắc đã sẵn một mưu toan đấu mặt, nên diễn tấn địch thủy chung định đào mồ cốt của, phải không? Em chưa hiểu lầm mà gieo khổ cho anh. Trọn đời anh chỉ có một mình Loan. Lời khi ta sao cùng này đành lòng nào anh lại lãng quên. Đi biển biệt mấy năm trường, không gửi về một lá thư, vậy mà còn mở miệng chung tình chung thủy với người thương yêu. Tôi hỏi anh chứ ai cưới ai mà cưới cho chị tôi Hồng Thiệp. Đây nè anh coi đi, có phải của bác sĩ Phan Bình Sơn cưới nữ tài tử Dạ Hương? Trời ơi, ôi đau đớn thay, lòng chung thủy vô niềm riêng trong tháng đời năm chờ. Để sống nông tình nhân khi hy sinh nơi kia tất
là người phản bội thì chính em là người đồng lõa trong cuộc sát hại Tố Loan. Anh ba, anh cũng có mặt ở đây sao? Anh là người giữ nhà mồ này nên biết Tố Loan chết vì em và vì một tên sở canh phản bội. Anh ba, anh muốn nói gì em không hiểu. Có lẽ là anh Nam tưởng tôi với Dạ Hương đã thành chồng nạp vợ. Thưa bác sĩ, tôi đâu dám nghĩ quấy như vậy. Và tôi nào dám trách phiền gì bác sĩ đâu. Nếu sự thật này xảy ra như vậy thì em tôi mới là người đáng trách. Dạ Hương, anh muốn nói chính em đã đem cái nhan sắc trời cho đi chiếm đoạt ân tình của người bạn cô. Em đã bôi nhớ tâm hồn nghệ sĩ, giết chết một đời qua trong hận tối âm thầm. Em không có lỗi mà. Mà sự thật đã giết chết Tố Loan. Một cô gái đẹp như em muốn kiếm chồng đâu phải có. Tại sao em tán tận lương tâm nở đi cướp đoạt một người yêu duy nhất của người bạn thâm tình? Em không hề tranh đoạt tình yêu của Tố Loan. Không tranh đoạt cả. Nói cái gì đi đâu cũng có mặt hai người. Và cái tiệm hồng này nè, còn gì mà chối nữa chứ. Tiệm hồng gì đây? Tại sao có cánh tiệm hồng này? Tôi không biết gì hết. Tại sao em lại không biết chứ? Còn ông bác sĩ, ông có biết hay không? Tôi như người rối trí mộng ảo. Ai đang ngăn không cho thơ tôi tới tai nàng? Ai? Ai đã giả tạo cánh tiệm hồng này để cho tôi Tố Loan tuyệt vọng và tìm đường tự sát? Ai? Là kẻ mà Tố Loan mang nặng ơn sinh thành dưỡng dục. Là người dùng quyền huynh thế phụ này lo tương lai hạnh phúc cho Phương Bình Sơn. Anh hai, anh nói sao? Chính anh đã cùng cha mẹ Tố Loan gây ra chuyện này sao hả anh hai? Phải. Trời ơi, anh hai. Sơn, em à. Như vậy là em gái tôi vô tội. Thôi, mình về đi Dạ Hương. Má đang heo hắt trông chờ em đó. Giả biệt mọi người. Mọi người ác lắm. Các người đã làm cho chuyện tôi chết lần mòn từng hơi thở mà. Các người hãy về đi. Anh hai ơi, em biết nói gì bây giờ hả anh hai? Em biết thù oán ai đây khi chính anh là kẻ sát nhân mà. Phải, chính anh là thủ phạm làm cho Tố Loan tuyệt vọng, tự giết chết đời mình. Anh là kẻ sát nhân đây. Anh là kẻ sát nhân đây. Em cứ ra tay mà trả mối thù thâm cho hồn loan được yên vui, chớ để bất phá ẩn hiện dưới chân mờ, khiến cho anh ăn năn vô bên vô bờ. Anh hai ơi, vì muốn cho em trong sự nghiệp thành công, anh đã hy sinh cả tình em với Loan chịu chia lìa. Nhưng khi Loan quyên sinh, anh mới thấy rằng đã một lần yêu là trọn kiếp tình chung. Sơn ơi, bởi anh muốn tránh cho em cái xấu hổ của kẻ trắng tay, phải gác bỏ chí cả ngang tàn hạ mình chịu lòng một cô vợ giàu sang kiêu hãnh mà anh đã đang tâm tạo cảnh biệt ly sâu. Anh cũng không muốn thấy em có cô vợ mang bình phong côi, cho nên lúc đầu vì nghèo mà tự tuyệt, kế đó anh lại ngày ngày cho hạnh phúc trọn đời em. Bây giờ thì mọi việc đã đổ vỡ hoàn toàn, với vong hồn Tố Loan anh đã nghiêng mình sám hối. Còn em Sơn ơi, cho anh xin tha lỗi với trọn cả lòng thành.
về đi. Anh đi đi cho hồn Tố Loan được ngủ yên. Anh đi đi để cho em ở lại một mình mà mở về quá khứ. Anh ấy đi đi. Dừng, anh đi. Anh đi đây. Em cứ ở lại với hình bóng của Tố Loan cho tâm hồn khuây khỏa. Anh đi. Tố Loan. Trời ơi, nhìn em trai tôi gục đầu tuyệt vọng trên mộ chi của Tố Loan. Tôi nghĩ giận mình sao ích kỷ vội vàng, tưởng lo lắng cho em nào ngờ đâu gây ra cừu hận. Lòng yêu thương dùng về cũng có thể gây thành tội lỗi, cũng có thể gây thành tội lỗi để giết một cuộc đời qua mộng xuân tươi. Trước mộ này những lời sám hối, Tố Loan ơi xin tha thứ cho tôi một người anh nghiêm khắc. Vì sớm phút côi mà sợ cho em lầm lạc bỏ dở dang sự nghiệp vì một chút ân tình. Từ người anh thiệt lòng ăn năn sám hối, em cũng có thể thay mặt cho Tố Loan mà tha thứ cho anh phần nào chứ em. Tố Loan em, hồn em có hiện hạch anh linh, xin em về đấy chứng giám. Tình của Phan Bình Sơn này vẫn luôn yêu dấu em. Bên mồ em anh xin quỳ thập mây nén nhang, hương khói tỏa lâng lâng hồn đưa về. Vậy thì Tố Loan ơi, tại sao em vội vàng
tự sát, tại sao bệnh cùi lại tái phát quá mau. Anh nhân tưởng gửi về em hàng trăm lá thơ, đủ làm cho em quay quả nào đâu tắt nếu sầu tình. Chồng vẫn dẹn bền xin biết cho trắng linh hồn đông sắc mây. Tố Loan ơi, nơi xứ người học hỏi anh trở về đây, nhưng mong được nhiều em trở về miền quá thôn ba ghét. Nào có ngờ đâu em nhìn biệt dưới cuộc sống thế nhân đã như giấc phù du, mà mất người bạn tình chung càng thêm vô nghĩa. Thôi thì anh nguyện ở đây làm tên giữ mộ để được gần em trong cõi vô hình. Em nghe được lời khẩn nguyện quanh không hơi thở quanh còn ấm như bụi đầu lưu. Hai diều dắt mười ngón tay ngà nhẹ buông tung phím để ru anh như ngày nào mình nghe tin tình yêu. Tiếng đàn chương, hồn Tố Loan linh hiện đã đáp ứng lời khấn nguyện của người tình. Tố Loan ơi, Tố Loan. Nhất định dù mấy thời gian anh
thân. Chỉ cần anh xin em đừng nên tuyệt vọng. Lấy máu tim gầy lại mộng, Tô Loan ơi, mình sẽ được trùng phùng. Nằm trong vòng tay anh âu yếm, em có chết cũng vui. Em thèm mơ được anh ru, cho em yên ngủ giấc nồi hồng. Phụ hồn em bằng nước mắt, những giọt lệ mừng tương hội. Ngủ đi em, ngủ đi chứ quên tuyệt vọng trong đời. Ba năm yêu nhau nay mới được một lần hạnh phúc, hạnh phúc vô biên nằm trong vòng tay của người tình. Người xa ta, ta mòn mỏi trong mòn mỏi đời chờ. Người yêu ta để hồn ta chết dở, bởi một lần chờ kiếp môi thôi. Hơn một lần tái tròn vòng tay. Cho ta bao mật đắng tình người. Người cho ta một tình yêu rất lạ, như huyền thoại một khoảng mai xa. Mơ già thật ôi chuyện tình đôi. Minh Quý Official chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi suốt chương trình. Kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe, vạn sự an lành, mọi sự thành công.